Đau quá Phong. Ông có làm quá không vậy Phong? Trời, quá gì mà quá ông ơi. Té tưởng nhẹ lắm, ai dè vô bác sĩ kiểm tra bị tổn thương nguyên cái bộ đồ lòng luôn. Đau quá trời đau. Ông hành cha con tôi từ tối đến giờ đó. Ôm tưởng tôi muốn hả? Tại tuổi già sức kém hay sao á mà giờ chống chọi lại không nổi. À, tôi cũng đâu có muốn. À, đau quá. Nó cam. Cảm ơn Ly. Cảm ơn Ly. Trời ơi, sao mà chú không có ngăn nắp gì hết trơn vậy? Trời ơi, nhà thiết kế mà con phải bừa bộn như vậy đó. Nghệ sĩ thì nghệ sĩ, nhưng mà bừa bộn vậy là không có được. Người làm nghệ thuật mà. Có vẻ như việc con đang ngồi ở giúp con gái của bà đảm đang hơn thì phải. Thì con nghĩ ai cũng phải lớn mà ba. Nè con gái, đối với ba, lúc nào con cũng là con nít cả. Thấy chưa, cuối cùng con nghĩ quyết định ra ngoài của con là đúng đắn mà. Đúng là còn với cái. Ly, con đừng bao giờ nghe lời chú Phong nói nghe chưa. Thôi, được rồi, con về đi. Có gì để chú Phong ba chăm sóc cho. Đau quá. Không có được. Hôm bữa bác sĩ đã dặn nuốt Ly như thế nào rồi. Ly biết cho tôi uống như thế nào. Ly mà về thì ông không lo được đâu. Ông yên tâm đi, tôi có thuê cho một bác sĩ giỏi sẽ chăm sóc riêng cho ông luôn. Ông chịu khó tốn tiền gì tôi vậy luôn. Chú Phong ơi, chú Lâm ơi. Bạn bè với nhau mà ông lo cái gì. Để con ra mở cửa. Tôi bạn ông mà. Anh chú Lâm, đi qua quán cà phê phụ với em với. Chuyện gì? Ở bên đó có hai người đánh lộn kìa. Cũng tại chú Phong nè. Qua làm xui quá à. Tự nhiên giờ có người đánh lộn vậy á. Đi qua phụ em đi. Ở nhà có mình em cái gì hà. Đi. Liệu hồn tôi cái gì? Có làm gì đâu mà liệu. Ui. Trời ơi, chú nằm có một đêm thôi mà hả, bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ tin nhắn từ tất cả các thể loại cô. Cái gì? Hoa lan, hoa huệ, hoa hồng. Mấy cái đó là nick của đồng nghiệp á. Chú đặt vậy nghe cho vui mà. Ồ, mà ngộ ha. Hình đồng nghiệp của chú sexy quá. Mấy cái hình đó chú tải trên mạng về á, để quăng vô để mà đồng nghiệp gọi á, có hứng nghe. Ồ, vậy thôi. Nghe điện thoại đi, con đi về. Ủa, sao con ác quá vậy? Chú bệnh hoạn vậy mà con không lại chăm sóc chú. Ít ra phải vậy chứ. Được thôi, chú đợi đi. 10 phút nữa sẽ có cô Hường baby tới đây chăm sóc chú. Con dám nghe điện thoại của chú? Con có nghe điện thoại của chú đâu. Là tại vì cổ gọi tới nhưng mà không gặp được chú. Lúc đó chú đang ngủ á, cho nên là cổ tới đây nè, gặp con nè. Xong rồi con nói với cổ: Cô về nhà dọn quần áo đi, rồi qua đây chăm sóc cho chú. Cái gì vậy con? Sao con tự ý quyết định cuộc đời của chú? Ủa, vậy là chú khỏe rồi đó hả? Không có gì. Lâu lâu tự nhiên nó khỏe đột xuất vậy đó. Còn bình thường nó đau lắm. Ly, con đi đâu vậy Ly?